could synthesize a picture perfect guy. Oh, why? Oh, why? Người mua lại là chị có đổ, hai là tôi biết ông người ta là đổ. Rồi, giờ cứ ra cái đập tiến tắc với sự đổ. Chưa rồi nè, 8 giờ rồi đó, dậy đi, 8 rưỡi rồi, dậy đi, dậy mà còn đi học nữa, dậy đi. Ôi dậy cho tao, 9 giờ sáng rồi còn ngủ, mẹ dậy cho bố mày, ngủ quá dừa không thành công được, xuống này ngủ ngủ con hai neo ấy, dậy cho tao. Thì máy phàm gì nữa ông ơi, tôi có hết tất cả máy phàm rồi, ngày hôm nay là mình sẽ dùng đấu trường La Mã đó ông ơi. Черт возьми. Бледно-белые розы тронута в бледно-белом свете тонут города. Умри, если меня не любишь, я ломаю руки, я ломаю губы, я ломаю твое тело насквозь. Умри, если меня не любишь, я ломаю руки. Lần nữa đi. Trời ơi, Vi ơi, cứu chị Vi ơi. Vui là con gái ha, ia. Quá trời anh theo luôn. Các bạn đã thấy sự có giá của Suker chưa? Quá trời à. Các anh bình tĩnh, em chỉ có một. Tôi qua tôi đón rồi, vai theo tôi thôi mà cứu lạc nữa. Ê, anh Jenny đang qua nữa đó. Anh Jenny đang qua. Chán thiệt chứ. Thôi mình bay về đi chứ nhở. Không mà em đưa chị. Anh trai mà, con trai. Ôi, thấy rồi. Hỏi cách qua, qua cứu được con gái mình dính rồi. Trời, cái cổng đường hôm nay em đứng bên kia luôn kìa bà. Sao nghe chị? Ê, đừng có đi xa chị quá nha. Chừng nào tao la, tao mất dấu mày, mày làm không? Mày về ấy lại nha. Mày, hướng nào ta? Này. Mẹ ơi! Từ từ em hướng này về, hướng này về. Ở đâu đó rồi? Mẹ. Mẹ ơi, em đâu rồi mẹ ơi? Lúc sung sướng hay gặp khó khăn và sẵn sàng đón nhận những phước lành do thánh vật cá nóc ban tặng hay không? Thánh vật. Thánh vật. Nghiêm túc nha. Nào nghiêm túc bắn chết bây giờ. Nào từ từ bình tĩnh. Dừng. Bây giờ nào đừng có bắn pháo hoa nữa, tao bắn bây giờ tin không. Đừng có bắn pháo hoa nữa. Dần ra. Tôi thề đổi an thôi, ta sứ đi về nữa. Dần dần. Rồi ông cha sứ đi. Sứ bánh. Rồi. Nào. Nào, tập trung. Đẹp nào. Ổn định. Vào vị trí, bắn bỏ bây giờ. Lạy chúa gái đẹp như hoa sa đét, điện nước em nào em nấy sao khá nét. Mê em như mê công ở Hồng Ngự nè, yêu em anh yêu luôn cái tâm hồn bự. Xoài cát cao lạnh ta nó đã, đêm nay vung nhức nách khó tả. Không đùa thì em về định yên, anh bán chiếu bán luôn cả tình duyên. Em mới la anh dân chơi Đồng Tháp, ta cùng khiêu vũ như The Mambo. Biết đi đâu? Hình như là xong rồi đúng không Vin? Dạ. Ừ xong rồi nè. Nhưng mà anh định lên thêm 20 tầng nữa. Ôi Vin nó ao gieo luôn rồi. Biết điều tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ. Đánh 83 mà nó ra 38 thì đấy là số may mắc nhọ. Nhưng mà tôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ. Mày chỉ cần photo cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu, mang qua tiệm cầm đồ, không vấn đề gì về đồ trầu. Đọc cái địa chỉ nhà nó cho thằng em qua nhà mày check đã. Đưa cho mày tờ giấy mày chỉ việc ký là có tiền mà tàng.